Xin chào tất cả mọi người, tiếp tục cái series hướng dẫn mọi người cách khai thác và sử dụng hệ thống LMS. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thức mà chúng ta tạo một cái khóa học trên cái nền tảng LMS căn bản như thế nào. Thì để tạo một khóa học trên nền tảng LMS thì đầu tiên chúng ta cần phải có những bước chuẩn bị như sau. Trước mắt là chúng ta phải xem cái chúng ta phải có được cái chương trình đào tạo của cái môn đó, nha mọi người lưu ý nha. Nếu chúng ta không có chương trình đào tạo của môn đó thì chúng ta sẽ khó có thể xây dựng được cái hệ thống LMS ở trên nền tảng Moodle được. Và ở đây thì chúng ta sẽ lấy ví dụ đó là môn Unsci của ngành cơ điện tử, Rồi khi mà chúng ta đã có chương trình đào tạo rồi thì chúng ta sẽ thực hiện bước 2, bước chuẩn bị thứ hai. Thì trước khi mà chúng ta thực hiện đăng nhập vào hệ thống LMS thì chúng ta cần mở đầu cho một cái môn học mới, thì chúng ta cần phải tạo một cái folder trên Google Drive để quản trị tất cả các dữ liệu của cái bài giảng, bài học của chúng ta. Chúng ta vào đây, chúng ta chọn cái tài khoản của chúng ta nhé, và chúng ta vô driver của chúng ta, thì như mọi người đã thấy á, là mình đã tạo các cái folder để quản lý tất cả công việc của mình, một cách dễ dàng. Đó, thì bây giờ chúng ta vào thư mục giảng dạy, tốt nhất là chúng ta nên có một cái thư mục giảng dạy, và chúng ta vào đó, chúng ta sẽ tạo một folder mới bằng cách click chuột phải, để chúng ta chọn thư mục mới, hoặc là chúng ta bấm vào chữ mới để chúng ta tạo thư mục mới. Rồi thư mục ở đây là môn Unsci, chúng ta sẽ đánh là 2019 Unsci. Năm 2019 này là năm ban hành cái chương trình đào tạo. Chúng ta lưu ý một lát nữa thì mình sẽ giải thích lý do tại sao chúng ta nên đặt như vậy. Thì trước mắt chúng ta cứ làm theo cái bước này, chúng ta tạo. Rồi, khi chúng ta đã tạo folder Unsci rồi, thì chúng ta đã có một cái folder để quản trị tất cả các cái dữ liệu của chúng ta. Rồi chúng ta bấm vào folder Unsci. Ở đây thì chúng ta chưa có cái dữ liệu cả. Thì để up dữ liệu lên thì chúng ta sẽ có hai cách để up. Cách đầu tiên là chúng ta sẽ bấm chuột phải, chúng ta tải tiệp lên. Đó, chúng ta click vào. Chúng ta chọn cái môn Unsci LMS. Rồi chúng ta chọn vào cái folder này và chúng ta sẽ bấm cái nội dung mà chúng ta muốn tải vào. Ví dụ chẳng hạn như đây là cái folder file này, chúng ta bấm open và chúng ta sẽ tải, thì ngay lập tức cái nội dung chúng ta sẽ được tải lên như thế này. Cách thứ hai nhanh hơn là chúng ta cứ vào cái folder, rồi chúng ta chọn những file, mà chúng ta muốn up lên. Đó, chúng ta chọn tất cả những cái file mà chúng ta up lên, sau đó chúng ta bấm giữ chuột trái, chúng ta kéo chuột lên đây thì nội dung của chúng ta cũng sẽ được up lên trên đây. Mọi người thấy rất là dễ dàng. Và khi mà chúng ta đã quản lý trực tuyến như thế này rồi á, thì chúng ta có thể xem trên thiết bị điện thoại hay là chúng ta xem ở bất cứ nội dung nào, bất cứ thời điểm nào đều một cách dễ dàng đối với cái môn học của chúng ta. Thì sau khi chúng ta đã chuẩn bị xong xuôi rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành cái bước tạo khóa học. Thì chúng ta quay lại cái hệ thống LMS của chúng ta, thì chúng ta sẽ đăng nhập vào hệ thống LMS. Thì mọi người nếu có thắc mắc về vấn đề đăng nhập thì mọi người vui lòng xem lại cái clip hướng dẫn cái thức đăng nhập trên hệ thống LMS như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập bình thường, chúng ta nhập họ tên và password vào, chúng ta bấm đăng nhập. Rồi khi đó thì chúng ta sẽ đăng nhập vào được cái hệ thống LMS của mình, thì để tạo khóa học, thì chúng ta sẽ bấm vào khóa học nha, và chúng ta sẽ chọn khóa học mới, chúng ta sẽ tạo khóa học mới. Mọi người thấy rất là dễ dàng. Rồi lưu ý khi tạo khóa học mới, chúng ta sẽ có một số lưu ý như thế này. Đối với tên đầy đủ và tên rút gọn, chúng ta phải đặt theo quy tắc. Tại sao chúng ta phải đặt theo quy tắc? Tại vì nếu sau này khi chúng ta dạy một hai môn thì chúng ta thấy rằng chúng ta việc quản lý chúng ta rất là dễ dàng, nhưng sau này khi mà chúng ta dạy nhiều môn thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Chính vì vậy mọi người đặt dùm theo cái quy tắc sau.
đó là tên đầy đủ sẽ đặt theo cấu trúc 5 chương trình, tên môn học, đó, tên rút gọn sẽ đặt theo 5 chương trình, mã ngành học và mã môn học. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có là môn điều khiển hệ thống vi điều khiển, chương trình của 5 chương trình, tức là năm phát hành cái chương trình này là vào năm 2020, thì chúng ta đặt là 2020 điều khiển hệ thống, điều khiển hệ thống vi điều khiển. Rồi tên rút gọn của khóa học nó là 2020 mã ngành nha, chúng ta lưu ý nha, mã ngành tức là mã ngành đào tạo, ví dụ ở đây là 650023, và mã của môn học đó trong cái chương trình đào tạo năm 2020 nó là MD10. Tại sao chúng ta phải đặt như vậy? Tại vì sau này khi qua mỗi năm chúng ta có điều chỉnh chương trình, và mỗi chương trình chúng ta phải tạo một các khóa học khác nhau. Trong một khóa học chúng ta có thể dạy nhiều lớp, tuy nhiên đối với một cái chương trình mới thì chúng ta phải tạo một khóa học mới. Và việc mà đặt tên theo cấu trúc ban đầu, theo đúng nội dung như thế này sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng quản lý ha. Chúng ta dễ dàng quản lý các khóa học của chúng ta sau này, và cũng như là dễ dàng quản lý các cái thông tin đó, chúng ta thực hiện. Rồi, mọi người lưu ý giúp cái nội dung này. Thì ở đây chúng ta sẽ có môn chung sai, và môn chung sai này nó sẽ là 2020, chương trình năm 2020, môn chung sai, tên rút gọn của nó là 2020, mã của nó là 650033, mình lấy ví dụ vậy. Và module 10 tức là trong cái chương trình của ngành cơ điện tử năm 2020, thì chúng ta cái module thứ 10 thì nó sẽ tương ứng với các khóa học của chúng ta, tương ứng khóa học của mình. Đây là một điểm cần phải lưu ý. Thứ hai, đối với nội dung chuyên mục thì chúng ta cần lưu ý là chúng ta phải đặt đúng cái chuyên mục của mình. Để tìm kiếm chuyên mục, chúng ta xóa cái chuyên mục này đi, rồi chúng ta bấm vào cái họ tên của chúng ta. Cái chuyên mục này đã được nhà trường cấp quyền, lưu ý là đối với các cái đơn vị khác thì nhà trường phải cấp quyền theo các cái chuyên mục này thì mới thực hiện được. Còn đối với trường mình thì cái được cấp quyền theo cái họ tên của giáo viên đó, chúng ta chọn cái này. Thì như vậy chúng ta đã có thể thực hiện là cái tạo các khóa học của mình. Rồi ở đây mô tả thì chúng ta có muốn mô tả thêm các thông tin thì chúng ta hãy mô tả thêm thông tin. Mọi người yên tâm rằng là tất cả các thông tin nội dung này trừ những cái dấu chấm đỏ ra thì các thông tin khác thì chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung và chỉnh sửa được. Hoàn toàn bổ sung chỉnh sửa được các giao diện vân vân. Rồi chúng ta bấm vào lưu cho xem. Lưu cho xem. Thì như vậy chúng ta đã tạo được khóa học môn dung sai. Đó, môn dung sai. Nghe được chưa? Mọi người lưu ý giúp nha. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo các chương của cái môn này. Chúng ta coi lại chương trình. Đó, chúng ta thấy rằng là chương trình chúng ta có tổng cộng là 4 chương. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo chương. Tạo chương bằng cách nào? Chúng ta sẽ tô đen cái chỗ này. Rồi, chúng ta bấm Ctrl C để chúng ta khỏi đánh lại. Rồi, chúng ta bật chế độ chỉnh sửa lên. Để thực hiện chế độ chỉnh sửa thì chúng ta bật chế độ chỉnh sửa lên cho bấm vào. Ở đây chủ đề 1 chúng ta sẽ click vào cái cây viết nha. Rồi chúng ta bắt chương 1 và chúng ta bấm Enter. Lưu ý chúng ta phải bấm Enter nó mới nhảy cái chữ này nha. Còn chúng ta không bấm Enter thì nó sẽ bị không nhảy và nó nhảy lại cái chữ chủ đề 1. Rồi tương tự chủ đề 2 nha. Chúng ta cũng là bấm copy. Rồi chúng ta paste vào. Chúng ta bấm copy paste vào chương 3. Rồi chương 4 chúng ta cũng bấm copy paste vào. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành được 4 chương. Thì để tạo thêm một cái chủ đề mới hoặc là chương mới thì chúng ta thấy rằng là ở đây chúng ta có chữ thêm chủ đề ở các mục đúng không ạ? Chúng ta muốn thêm chủ đề ở nội dung nào thì chúng ta sẽ bấm, ví dụ chẳng hạn như chúng ta muốn tạo thêm cái mục ôn tập. Đó, chúng ta thêm chủ đề và chúng ta nhảy ra chủ đề 5 rồi đúng không? Chúng ta click vào chúng ta bấm vào chữ ôn tập. Đó, chúng ta bấm Enter thì như vậy là chúng ta có đầy đủ các cái nội dung của các cái chương mà chúng ta thực hiện. Đó, mọi người thấy nó rất là dễ dàng và không có vấn đề gì khó khăn cả. Thì tiếp theo thì trong chương chúng ta thấy rằng là thường chúng ta cần phải có nêu lên gì mục tiêu và cũng như là nội dung giảng dạy đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ tạo là mục tiêu và nội dung cho từng chương một. Thì để tạo mục tiêu và nội dung như từng chương một thì chúng ta sẽ click vào chữ thêm. Ở đây nó sẽ có
khá nhiều cách để chúng ta tạo cái mục tiêu và cũng như là nội dung cho từng chương một, nhưng mà thường thì mình sẽ thích là tạo ở trang. Ở trang chúng ta, nếu giả sử mọi người không thấy cái chữ trang ở đây, chúng ta bấm vào tất cả nha, chúng ta sẽ thấy chữ chữ trang. Rồi chúng ta bấm vào trang thì như vậy nó sẽ nhảy ra cái giao diện thế này, thì chúng ta sẽ đặt vào là gì, chương trình, nội dung chương 1, rồi chúng ta sẽ copy toàn bộ nội dung chương 1 vào cái phần nội dung này nha. Chúng ta copy toàn nội dung chương 1 vào nội dung này, thì tùy thuộc vào ý đồ sư phạm của chúng ta thì chúng ta có thể là sao, làm thế này. Rồi như vậy thì người học có thể biết được là nội dung học như thế nào. Và một mọi người lưu ý á, thì ở đây chúng ta sẽ có các cái tính năng giống như cái Word của chúng ta, nên chúng ta muốn chỉnh sửa thì chúng ta có thể là tô đen nó, chúng ta tô đen nó như thế này thì nhìn nó sẽ đẹp hơn nhiều vậy. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ có 1 2 3 3 nội dung nha. Chúng ta lưu ý vô đó và chúng ta bấm lưu cho xem. Thì khi lưu cho xem thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đã có nội dung học của chương 1, nội dung học của chương 1. Tương tự chúng ta sẽ thực hiện đối với chương 2, chương 3 và chương 4. Chương 2, chương 3 và chương 4. Được chưa? Rồi như mọi người đã thấy thì chúng ta đã tạo thành các cái nội dung của các cái chương đã xong. À, chúng ta quay lại khóa học. Rồi, chúng ta thấy rằng là chúng ta các chương chúng ta đã có các nội dung. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ phải tạo các cái đường link để cho các em có thể học trực tuyến. Thì ở đây mọi người lưu ý rằng là chúng ta sẽ có hai hình thức để chúng ta thực hiện. Đầu tiên là chúng ta cho học sinh xem các cái nội dung trên đây và chúng ta sẽ kèm theo các cái đường link để chúng ta cho các học sinh là học trực tuyến, tức là chúng ta sẽ thực hiện cái phương pháp face to face. Phương pháp thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng phương pháp blended learning. Đối với những cái một số môn, nếu quý thầy cô muốn đào tạo, tức là chúng ta cho học sinh lên đây để chúng ta đọc và làm bài tập, và chúng ta muốn là trực tiếp trên lớp thì chúng ta sẽ không cần phải thực hiện cái bước này. À, chúng ta lưu ý ạ. Và để thực hiện là cái việc mà chúng ta tạo các cái phòng học trên Google Meet thì chúng ta sẽ phải làm một cái bước trước, đó là chia nhóm cho lớp học. Chia nhóm cho lớp học. Ví dụ chẳng hạn ở đây chúng ta sẽ có hai lớp là trung cấp cơ điện tử ha, hai lớp trung cấp cơ điện tử, thì chúng ta sẽ bấm vào danh sách thí sinh. Đó. Chúng ta sẽ chọn nhóm. Đối với một năm học mới thì chúng ta sẽ tạo một cái nhóm này, tức là chúng ta dạy bao nhiêu lớp thì chúng ta sẽ thực hiện bao nhiêu lớp. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ tạo hai nhóm. Lớp đầu tiên đó là T22 cơ điện tử 1. Đó là lớp trung cấp cơ điện tử khóa 22. Đúng không ạ? Rồi chúng ta bấm lưu. Hiện giờ chúng ta vẫn chưa thấy có thành viên nào trong nhóm này, đúng không ạ? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tạo T23 tử 1. Rồi chúng ta cũng bấm lưu. Thì như vậy là chúng ta đã có hai nhóm để chúng ta lấy ví dụ là minh họa. Rồi chúng ta quay lại khóa học. Thì để có các cái thông báo riêng cho các nhóm, ở đây chúng ta đã có một thông báo sẵn rồi nha. Chúng ta tạm thời chúng ta xóa cái thông báo chung này đi, chúng ta sẽ tạo một cái thông báo mới. Rồi chúng ta sẽ bấm vào thêm, chúng ta bấm vào diễn đàn. Ở đây thì chúng ta sẽ tạo một cái thông báo mới. Thông báo mới thì chúng ta để là các thông báo báo. Rồi chúng ta kéo xuống dưới, chúng ta bấm vào lưu cho xem. Lưu cho xem thì như vậy chúng ta đã tạo thành các cái thông báo mới. Và ở đây để thực hiện các cái thông báo cho lớp nào thì chúng ta lưu ý chúng ta phải chọn đúng cái lớp đó. Còn nếu thực hiện thông báo cho tất cả mọi thành viên thì chúng ta sẽ chọn tất cả các thành viên. Còn nếu thực hiện chẳng hạn như tôi muốn thông báo cho lớp trung cấp cơ điện tử T22 thì chúng ta bấm vào đây, chúng ta sẽ thêm chủ đề. Ví dụ chẳng hạn như là đường link
vào lớp học, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ copy đường link ở đây. Thì đường link vào lớp học thì chúng ta sẽ tạo bằng cách nào? Thì chúng ta cứ quay lại cái nội dung của chúng ta, chúng ta tài khoản và chúng ta sẽ tạo cái Google Meet ở đây. Google Meet này chúng ta sẽ tạo một cái cuộc họp mới nha mọi người, lưu ý. Và tạo cuộc họp để sử dụng sao, nên chúng ta sẽ tạo sử dụng sao. Rồi chúng ta copy toàn bộ nội dung này. Đó, thì như vậy là chúng ta đã có cái đường link của lớp học, đúng không ạ? Chúng ta copy cái đường link vào cái lớp học trực tuyến của chúng ta. Chúng ta bấm vào C. Rồi chúng ta quay lại cái chủ đề của chúng ta. Chúng ta sẽ chọn ngay trang cái nút mà admin này. Mọi người có thể là copy nguyên cái đường link như thế này vào. Đó, nhưng mà như vậy thì nó không đẹp, nên là mình sẽ sao? Chọn cái admin này. Ha, admin này. Admin này sẽ giúp cho chúng ta làm cho nó đẹp hơn. Chúng ta bấm vào. Về đây và chúng ta đặt cái tên cho nó là vào lớp học. T22 cơ điện tử 1. Rồi chúng ta bấm vào Open New Window, chúng ta Red Link. Thì chúng ta thấy rõ ràng là hai cái này là như nhau, nhưng mà nó sẽ đẹp hơn khi mà học sinh click vào cái đường link này. Đó, chúng ta bấm vào nha. Enter vào này. Rồi thì khi học sinh mà chúng ta muốn vào lớp á, thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Đó, bấm vào đây thì nó sẽ đẹp hơn là cái đường link này, mọi người thấy không ạ? Đó là cái cách mà chúng ta sẽ thực hiện, cách và thức mà chúng ta sẽ thực hiện. Và lưu ý ở đây hiển thị nhóm nào, đối với giáo viên á, thì chúng ta sẽ thấy được tất cả các nhóm, nhưng mà đối với học sinh á, thì học sinh ở nhóm nào thì mới có xem được cái nội dung của nhóm đó. Mọi người lưu ý giúp thì chúng ta sửa một tí chỗ này. Rồi như vậy là chúng ta có đã thực hiện xong cái nội dung mà đường link vào lớp học và theo lớp. Tương tự, chẳng hạn như chúng ta muốn tạo một cái thông báo cho lớp T23, đó, chúng ta bấm T23, đúng không ạ? Chúng ta thêm một chủ đề mới. Link vào lớp học. Và tương tự chúng ta cứ tạo các cái nội dung vào cái đường link mới thôi ha. Ở đây mình sẽ sử dụng cái đường link cũ lại. Rồi chúng ta bấm. Tại sao chúng ta ở đây chúng ta chọn New Window? Thì khi người học click vào thì nó tự động nó nhảy qua một cái tab mới. Thì như vậy nó sẽ dễ dàng hơn trong quá trình chúng ta thực hiện. Rồi chúng ta lưu bài viết. Rồi chúng ta thấy rằng đó. Thì chúng ta thấy rằng là ở đây chúng ta có nhóm 22, cái 23 thì chúng ta sẽ có nhóm 23 sẽ xem được cái đường link này, nhóm 22 sẽ xem được đường link này nha. Chúng ta lưu ý, còn chúng ta các cái thành viên ở nội dung khác thì chúng ta sẽ không xem được. Rồi sau khi chúng ta tạo đường link học này rồi thì chúng ta đã có các cái thông tin, tức là người học đã có các thông tin để vào được cái lớp học. Đó, thì như vậy chúng ta thấy rằng là cái việc mà tạo một cái khóa học thì nó cũng rất là đơn giản. Bây giờ nội dung thì đã hơi dài rồi, và hẹn mọi người ở cái phần tiếp theo để hướng dẫn mọi người update các cái học liệu số căn bản lên trên cái hệ thống MS. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người.